Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì là một ngày mưa. Và bây giờ cái thời điểm quay video này nó vào tầm giữa tháng 8 rồi. Và có lẽ đây sẽ là video cuối cùng để nói về nước hoa mùa hè. Để đợt tới chúng ta có thể tìm đến vài chai nước hoa mùi trà. Mình cũng đã quyết định làm hai video, đó là nước hoa trà ở phân khúc giá rẻ và trà ở phân khúc gọi là trung và cao, để các bạn có thể dễ dàng tham khảo. Và đó cũng sẽ là những cái video đổi gió sang những cái ngày mà giao mùa. Còn trong tháng tới thì mình sẽ cố gắng làm dần dần nước hoa mùa đông. Có thể là một vài chai sẽ xuất hiện trước rồi sẽ làm list sau. Và hy vọng là bạn sẽ ủng hộ những cái video của mình. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một chai nước hoa mùa hè mà nếu như bỏ qua nó cho năm nay thì thực sự đó là một thiếu sót. Đó chính là Banana Republic 78 Vintage Queen. Đây có lẽ là một trong những chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là mùa hè này nó xứng đáng được biết tới, và có lẽ nó sẽ là một trong những chai nước hoa mùa hè vài năm tới được sử dụng nhiều. Và chúng ta hãy cùng nhau xem mùi hương này như thế nào nhé. Đầu tiên, nhà Banana Republic này thì có một cái con mình đã review trong thời gian khá là lâu rồi, có lẽ là tầm 1.5 năm. Đó là con Black Walnut, một trong những chai nước hoa đoạt giải. Và đây là chai mình được thử. Ở đây thì mình có hai con nữa, đó là con Thon Cabin và cái con Dark Cherry. Thì nó sẽ xuất hiện ở trong một vài video mùa đông đi. Còn ngày hôm nay thì nó sẽ tập trung nói về em này thôi. Và chúng ta có một cái thiết kế, đó là một cái chai thủy tinh trông vô cùng đơn giản. Thực ra thì về cái thiết kế này thì mình thấy rằng là nó khá là giống chai chiết, chỉ là một cái size lớn hơn thôi. Và vẫn như cái điều mình nói, đó là mình thích những chai có cái đáy dày như thế này. Đấy, thì chúng ta tránh được cái việc rơi. Còn về thẩm mỹ thì có thể là nó không được đẹp cho lắm. Còn về phần nắp thì cũng cái nắp này giống cái nắp của con giò trắng cực luôn, chỉ là nó to hơn thôi. Và nắp này thì không phải là nắp 5 châm, nhưng mà các bạn đậy vào thì nó khá là chặt, các bạn có thể cầm như này. Còn về phần vòi xịt thì không có gì quá đặc biệt cả, đánh giá mức trung bình. Về mùi hương của em nó thì con này mùi đó là citrus cùng với trà. Thì các bạn hãy hình dung mùi nó theo cái thứ tự lần lượt mình đọc, đó là citrus, cam chanh cùng với trà. Em này thực sự là nó khá là giống cái mùi những cái chai trà Lipton. Đây là cái loại trà mình rất hay uống tại vì nhà mẹ mình bán. Cái trà Lipton này chỉ là nó nhạt hơn một xíu thôi. Mùi hương này lúc đầu nó mở ra cái mùi cam chanh và cái mùi chanh nó lên khá là rõ. Thực ra mùi hương này khi mà mình trải nghiệm, mình thấy là nó có phần giống với chai nước hoa Oolong Cha của nhà Nissan. Chỉ đơn giản là ở Nissan ấy thì nó chọn lọc về cái chất lượng của trà cũng như là citrus, và họ biết cách làm để tạo nên được cái chất lượng đấy nó cao cấp hơn. Còn với Banana Republic Vintage Queen với một cái giá rất rẻ tầm 1 triệu đồng thì các bạn không thể nào đòi hỏi nó được như là Oolong Cha của Nissan cả. Thế nên là ông nào mà cũng có nghe đến đây mà nghĩ rằng là mùi hương này cũng có nhiều người nói là giống với Oolong Cha thì các ông phải xác định tinh thần, nếu như mua thì các ông sẽ không phải được một cái mùi thực sự giống như vậy. Và em này thì cái nét trà nó cũng không phải lên quá là rõ rệt. Cái mùi trà đây nó không phải lên như cái mùi trà tươi ngửi, nó có xu hướng fresh hay là kiểu thanh mát như là ở Oolong Cha của Nissan, mà cái mùi trà ở Vintage Queen này thì chủ yếu sẽ là cái nét chua của chanh và cái mùi trà nó kiểu xanh xanh nhẹ, nó giống như kiểu một cốc trà đá vậy. Đấy, chỉ là thêm một chút cam chanh vào để điểm xuyến cái vị hơn thôi. Ông nào mà uống cái Lipton kia hay là uống kiểu trà đá ở trên cái phố Mã Mây thì các ông sẽ thấy là mùi hương này có phần giống. Và thực sự thì mùi hương này nó cũng không có sự biến chuyển quá là nhiều từ đầu tới cuối. Mình đánh giá đây là một cái mùi khá là tuyến tính và nó là một cái mùi dễ xài, và các bạn đừng mong chờ được quá nhiều điều ở mùi hương này. Chỉ đơn giản rằng nó mát mẻ, dễ chịu, và nếu như so nó với những cái con cùng phân khúc như kiểu Nautica thì đây là một cái lựa chọn ngon hơn Nautica rất là nhiều. Trà mát mẻ, dễ chịu và bám tỏa cũng tốt hơn. Tới sẽ là về độ bám tỏa cũng như là thời tiết làm sao xịt để phù hợp. Thì với một cái mùi như thế này, citrus cùng với trà, thì mùi hương này nó lưu ở trên da mình tầm 5 đến 6 giờ. Một cái con số khá là hợp lý cho một cái mùi trà citrus, và đặc biệt giá rẻ, hãy nhớ là giá rẻ nhá.
Có thể so với Nautica Voyage thì cái tầm bắn tỏa này nó đập chết luôn. Và cái độ tỏa thì nó còn tầm nửa cánh tay và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Có nghĩa là đến tầm 5 tiếng là nó không còn gì ở trên da nữa. Nhưng mà lúc mà xịt ra mà nó tồn tại, nó hiện diện cũng khá là rõ. Nghĩa là các bạn sẽ khá là kiểu khi mà mua mùi hương này, các bạn không mong chờ quá nhiều thì các bạn sẽ nhận thấy là đây là một cái món hời. Còn nếu mà bạn trông chờ quá nhiều ở cái mùi hương của Banner Republic Vintage Queen này thì các bạn sẽ bị thất vọng. Đấy là cái mình nghĩ rằng là phải xác định tâm lý với các bạn như vậy để các bạn có thể mua nó thoải mái, thì các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương này nó ngon. Nó ngon ở trong góc độ cùng tầm giá và nó dễ xài và mùi nó khá là nịnh mũi. Còn cái nhiệt độ của em nó thì mình tự tin nói các bạn rằng là cứ nóng mang ra phang cho mình. Tại vì em này khi mà mình xịt ấy thì cái cường độ mình xịt nó cũng giống như kiểu con Lilabo B21-22. Những ngày nắng nóng mình xịt không hề khó chịu. Cái nét chua ở chanh nó cũng không bị gắt, cái nét trà nó lên cũng chả rõ ràng lắm. Nhưng mà vì thế thế là nó rất là dễ chịu. Mình có thể xịt cái mùi hương này kể cả 37-38 độ mình xịt nó, thậm chí là vì cái nhiệt độ cao nên là nó tỏa tốt thì mình còn thấy là khá là ok, rất là hài lòng luôn. Nên đây là một cái mùi dành chuyên trị những ngày hè nắng nóng. Nên là nếu như video này có lên mà còn những ngày hè nắng nóng thì mình khuyên các bạn nên mua, không xài hết, để đến mùa hè năm sau xài, đảm bảo rằng là nó vẫn sẽ rất là hợp lý. Còn một cái về cuối cùng đó là phong cách, nhưng mà mình nói rồi, đó là những cái tông mùi citrus thì nó sẽ không bị quá gò bó là phong cách như thế nào cả. Mùi hương này nam nữ phang được hết, già trẻ lớn bé cũng phang được hết, không quan trọng. Mùi thì nói thật là gọi là vô thưởng vô phạt thì cũng hơi quá, nhưng mà mùi nó sẽ không mang lại quá nhiều điểm nhấn, nó chỉ mang lại một cảm giác mát mẻ, dễ chịu thế thôi. Nên là các bạn có thể dễ dàng mua. Và chốt lại, có nên mua hay không thì câu trả lời của mình là có, hãy mua nó khi nó còn rẻ. Còn nếu mà nó cao hơn tầm 1,5 triệu thì các bạn nên cân nhắc. Còn nếu mà tầm loanh quanh 1 triệu, mút được, mút ngay, mút khẩn trương, không lại cháy hàng. Và đó là cảm nhận của mình về Banana Republic 78 Vintage Queen. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên cho mình một like, share, cũng như là để cho mình có cái động lực để sắp tới làm nước hoa mùa đông nó được nhiều hơn, hay ho hơn, chi tiết và cụ thể hơn. Biết đâu lại có khách mời thì làm sao? Nhớ nha, có khách mời đấy, mùa đông rồi mà. Và đừng quên việc share cái video này nha. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.